chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một design button nữa. Và ở đây chúng ta tìm hiểu về Factory Button. Factory Button nó giúp cho chúng ta tạo một đối tượng mà không cần thiết chỉ ra một cách chính xác lớp nào sẽ được sử dụng để tạo đối tượng đó. Nó giúp cho chúng ta giảm bớt sự phụ thuộc của việc tạo đối tượng với tính logic của ứng dụng. Ngoài ra thì nó cũng giống như các nhóm design button khác. Nó sẽ giúp cho chúng ta đó là phần ứng dụng dễ đọc và dễ bảo trì hơn. Để hiểu rõ hơn về phần design button thì tôi sẽ nêu ra một số tình huống và chúng ta sẽ giải quyết các tình huống đó bằng cách sử dụng Factory Button. Các bạn thấy tôi đã tạo sẵn một folder là 06 Factory. Tôi tiếp tục tạo ra một file PSB. Chúng ta đặt đó là file 01. Bây giờ chúng ta có một yêu cầu như thế này. Đó là chúng ta sẽ xây dựng một website. Và website của chúng ta sẽ chuyên về lĩnh vực đó là bán sách trực tuyến. Tôi để đó là Bookstore. Thì nó sẽ có rất nhiều các loại sách khác nhau. Và các loại sách này chúng ta có thể chia thành từng nhóm. Ví dụ chúng ta có nhóm về sách đó là programming, sách về lập trình. Hoặc là chúng ta có nhóm về design web. Hoặc là chúng ta có nhóm về đó là sách học tiếng Anh. Vân vân. Các bạn thấy chúng ta chia thành từng mục như thế này và mỗi mục chúng ta có thể có hàng ngàn quyển sách khác nhau. Bây giờ chúng ta có một yêu cầu đó là xây dựng một trang để xem thông tin của quyển sách đó. Thì trang đó nó sẽ có dạng đó là file01.bsb. Sau đó người ta sẽ truyền vào tham số. Ví dụ type của chúng ta đó là sách programming. Tiếp tục đó là ID của quyển sách và ID bằng 2 chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể có thêm là tham số name bằng ABC gì đó. Chúng ta dựa vào thông tin này để có thể lấy ra quyển sách mà người dùng họ cần xem. Như vậy khi nhận được yêu cầu này chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Các bạn thấy tôi sẽ xây dựng các lát và các lát này nó sẽ dựa theo đó là chuyên mục. Đầu tiên chúng ta xây dựng một lát đó là lát programming. Như vậy ở đây chúng ta để tên cho nó là programming. Ở đây tôi có thể để tên tường minh một tí đó là book programming chẳng hạn. Nó có thể có thuộc tính đó là ID. Tôi để ở trạng thái là private. Chúng ta có ID. Tiếp theo chúng ta có thể có đó là tên của quyển sách private và giá trị name. Tiếp tục chúng ta có đó là kiểu của quyển sách đó là kiểu gì, private, và chúng ta có type. Các bạn thấy trong trường hợp này thì type của chúng ta đó là book programming. Chúng ta có thể để ngắn gọn đó là programming như thế này. Sau đó trong phương thức của chúng ta có thể là có phương thức xây dựng public, function, constraint. Và đối với phương thức này chúng ta sẽ truyền vào đó là giá trị ID và giá trị name. Tiếp tục tôi thực hiện việc gán giá trị mặc định did, chúng ta gọi đến đó là ID bằng với biến ID. Tương tự ở đây sẽ là did gọi đến name và nó bằng với biến name được truyền vào. Do là vì ID và name chúng ta ở trạng thái là private, do đó chúng ta phải xây dựng các phương thức để lấy những giá trị này. Ví dụ get ID chẳng hạn. Và đơn giản các bạn thấy chúng ta chỉ việc return về did, chúng ta gọi đến ID. Tương tự tôi copy nội dung này xuống. Chúng ta có phương thức đó là get name. Và chúng ta sẽ return về did chọn đến phần tử name. Tiếp theo chúng ta có đó là lấy ra kiểu. Như vậy ở đây là get type chẳng hạn. Và chúng ta return về did chọn đến type. Các bạn thấy chúng ta xây dựng book programming thì nó có những phương thức và những thuộc tính như thế này. Tiếp tục chúng ta xây dựng cho design web. Tiếp tục tôi copy nội dung này xuống. Ở đây chúng ta có thể thay thành đó là book design chẳng hạn. Sách dạy về thiết kế. Thì sách dạy về thiết kế nó cũng tương tự như vậy. Nó chỉ khác ở phần type. Type ở đây chúng ta có thể để là design chẳng hạn. Thì các bạn thấy lát book design và lát book programming nó tương ứng giống nhau. Do đó chúng ta có thể xây dựng một lát và các lát này nó kế thừa từ lát mà chúng ta xây dựng.
Ở đây tôi tạm đặt đó là logbook chẳng hạn. Trong logbook của chúng ta sẽ có những giá trị này. Tôi đưa lên phía trên. Khi chúng ta xây dựng một book thì nó chung chung, do đó phần thai chúng ta không xác định được nó là thai gì. Tôi có thể để giá trị là null chẳng hạn. Nó cũng có phương thức contrast, cũng có get ID, get name và get thai. Và ở đây chúng ta sẽ chuyển nó về đó là lớp abstract để các lớp khác nó kế thừa từ những lớp này. Abstract last và last của chúng ta là last book. Tiếp theo chúng ta xây dựng last book programming thì các bạn thấy nó phải kế thừa từ last book ở phía trên. Và để kế thừa chúng ta sử dụng từ khóa là extend. Tên của last mà chúng ta muốn kế thừa đó là last book. Và trong last book programming các bạn thấy giá trị mà chúng ta thay đổi đó là giá trị thai. Ở đây chúng ta muốn last con truy cập được thuộc tính của last cha, chúng ta có thể là đưa giá trị cho nó về trạng thái là protected. Như vậy ở đây chúng ta tiến hành override lại giá trị này. Và trong trường hợp này thai của quyển sách đó là sách về lập trình programming. Tương tự đối với phần book design chúng ta cũng thay thế như vậy. Ở đây chúng ta sẽ là protected thai bằng design, nội dung này chúng ta bỏ đi và các nội dung phía dưới chúng ta cũng bỏ đi. Ở đây chúng ta sẽ cho nó extend và nó cũng extend từ logbook ở phía trên. Thì các bạn thấy chúng ta đã xây dựng được book design, book programming. Ví dụ chúng ta xây dựng book endless chẳng hạn thì tôi sẽ copy thêm một lần nữa. Ở đây là book endless. Và nó cũng extend từ book. Thay của chúng ta đó là sách về tiếng Anh. Như vậy các bạn thấy chúng ta đã xây dựng được phần last để giải quyết yêu cầu. Bây giờ tôi muốn đó là khởi tạo một quyển sách nào đó. Thì các bạn thấy khi chúng ta khởi tạo, ví dụ tôi khởi tạo quyển sách về lập trình, tôi tạo ra một sản phẩm đó là product, hoặc là chúng ta để giá trị là book luôn. Nó sẽ bằng new. Đó là book programming. Chúng ta phải xác định cụ thể đó là last nào. Chuyển vào ID, ví dụ ở đây là B01 và tên của quyển sách tôi có là DSB Programming chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta muốn tạo ra một quyển sách về lĩnh vực thiết kế, ở đây cũng là book và last của chúng ta đó là book design. ID ví dụ D03 và tên của quyển sách đó là Security chẳng hạn. Thì các bạn thấy khi chúng ta tạo ra một quyển sách nào đó thì chúng ta sẽ cần những thông tin như thế này. Và như vậy các bạn thấy chúng ta đã xây dựng được last book và chúng ta xây dựng các last con đó là book programming, book design và book endless. Tôi sẽ save lại ví dụ này. Chúng ta đến với trường hợp thứ hai. Chúng ta chưa giải quyết được yêu cầu này. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đường link để chúng ta có thể là tạo ra một quyển sách dựa vào đường link đó. Các bạn thấy những nội dung này thì chúng ta xây dựng rồi, tạm thời tôi đóng nó lại. Đây là book endless, chúng ta cũng đóng nó lại. Tôi sẽ tạo ra một last mới. Ví dụ chúng ta có một last đó là book controller. Nó không extend từ bất kỳ một last nào cả. Và last này chủ yếu nó xử lý đó là để tạo ra một quyển sách nào đó dựa vào đường dẫn. Như vậy, tôi có một function, public function đó là create-book chẳng hạn. Chúng ta cần truyền gì vào cho create-book? Chúng ta phải truyền vào info của quyển sách đó. Tôi sẽ để đó là info-book. Info-book của chúng ta chính là type, chính là ID và chính là name. Bây giờ tôi sẽ thử gọi book controller. Ở đây tôi có một đối tượng đó là book controller. Bằng new book controller. Chúng ta không truyền giá trị gì cho nó cả. Tiếp tục book controller. Chúng ta mới gọi đến phương thức đó là create book. Và chúng ta truyền vào info book. Bây giờ info book của chúng ta nó sẽ bằng đó là mảng get. Tôi sẽ thử in ra thử phần info book. Như vậy đây là info book và tôi refresh lại. Lúc này các bạn thấy chúng ta sẽ vào đó là ví dụ thứ hai. Chúng ta có một mảng rộng
Tôi sẽ chuyền các thông số vào. Ví dụ title của chúng ta đó là sách về design. ID của quyển sách là ID bao nhiêu? ID tôi cho là 3 chẳng hạn, và tên của quyển sách name bằng ABC. Thì các bạn thấy chúng ta có title, chúng ta có ID và chúng ta có name. Dựa vào title này thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta cần gọi đến lách nào. Như vậy ở đây, trong phần readbook chúng ta sẽ có phần switch key. Switch của chúng ta truyền vào đây đó là infobook phân tử type. Tiếp theo đó là các trường hợp có thể có. Giá trị đầu tiên nó có thể có đó là programming. Và khi nó rơi vào trường hợp programming, các bạn thấy tôi sẽ tạo ra một đối tượng đó là book. Nó sẽ bằng new. Và chúng ta sẽ gọi đến last gì ạ? Chính là last book programming. Truyền vào ID và name. Thì ID các bạn thấy chính là infobook phân tử ID. Và name chính là infobook phân tử name. Tiếp theo chúng ta sẽ có trường hợp thứ hai. Trường hợp này key của chúng ta đó là design. Và khi vào trường hợp này thì chúng ta gọi đến last đó là last book design. Cũng truyền vào ID và name. Trường hợp cuối cùng chúng ta sẽ có đó là sách về tiếng Anh. Như vậy ở đây chúng ta cũng thay đổi lại đó là English. Và chúng ta sẽ gọi đến last book English, cũng truyền vào ID và name. Trường hợp mặc định, nếu như chúng ta không nhận được phần thai thì chúng ta có thể khởi tạo cho nó. Tôi khởi tạo cho nó thuộc về sách lập trình chẳng hạn. Ở đây cứ mỗi lần rơi vào một trường hợp nào đó thì chúng ta phải có câu lệnh read để nó kết thúc. Design cũng vậy và end cũng vậy. Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra lại. Book controller bằng new book controller chính xác rồi. Tiếp theo book controller của chúng ta gọi đến readbook. Bây giờ có refresh. Các bạn thấy chúng ta không nhận được thông tin gì cả. Các bạn thấy book controller khi gọi đến readbook, điều của chúng ta muốn đó là nó phải tạo ra một quyển sách nào đó. Như vậy ở đây chúng ta phải return về. Kết thúc phần switch key, chúng ta phải return về đó là biến book. Như vậy ở phía dưới này chúng ta cũng đặt một biến book và nó sẽ bằng book controller gọi đến readbook. Tôi truyền thẳng vào đây là biến get luôn. Và tôi sẽ in ra biến book để các bạn theo dõi. Tôi refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được. Type của chúng ta là design, ID là 3 và tên của quyển sách là ABC. Last của chúng ta là last book design. Ví dụ ở đây tôi truyền vào type đó là endlet. Thì các bạn thấy last của chúng ta đó là book endlet. Type của chúng ta đó là endlet. Chúng ta chỉ có 3 kiểu sách, đó là sách lập trình, sách thiết kế và sách về ngoại ngữ tiếng Anh. Nhưng thực tế các bạn thấy một website bán sách nào đó thì nó không chỉ có 3 thể loại sách như thế này. Nó sẽ có hàng trăm đầu sách cho chúng ta. Như vậy các bạn thấy trong khối lệnh readbook này chúng ta phải tốn bao nhiêu trường hợp để chúng ta có thể là dựa vào trường hợp đó sinh ra một đối tượng quyển sách cho nó phù hợp. Thì các bạn thấy với cách làm như thế này thì chúng ta không giải quyết được vấn đề thực tế, đó là dữ liệu của chúng ta khá nhiều. Chúng ta không thể sử dụng các trường hợp key như thế này được. Nó rất là dài dòng, làm cho mã nguồn của chúng ta rất là rối và công việc sau này chúng ta chỉnh sửa, bảo trì cũng trở nên khó khăn hơn. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng đến Factory Button. Nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ CSS lại file 02 và chúng ta đến với file 03. Ở đây cũng khá đơn giản. Abstract class tôi cũng giữ nguyên. Book programming chúng ta vẫn giữ các giá trị này. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một class mới. Class của chúng ta đó là book factory. Factory chúng ta có thể hiểu đó là một nhà máy. Và chúng ta xây dựng một class nhà máy sản xuất sách. Chúng ta chỉ cần truyền vào đó là thể loại sách mà bạn muốn sản xuất thì chúng ta sẽ tạo ra được sản phẩm của quyển sách đó. Như vậy class book factory của chúng ta. Ở đây tôi sẽ đặt một function public build. Chúng ta cần truyền vào các tham số gì?
Ở đây chúng ta sẽ truyền vào đó là thể loại của quyển sách book type. Tiếp theo đó là ID book. Tiếp theo đó là name book. Như thế này. Như vậy khi có các giá trị này rồi thì chúng ta mới thực hiện như sau. Tôi tiếp tục đặt một biến book, nó sẽ bằng. Ở đây giá trị đầu tiên của chúng ta đó là book. Tiếp tục thực hiện việc nối chuỗi của book type. Các bạn thấy trong trường hợp book type của chúng ta đó là design thì chúng ta có book đó là book design và nó chính là tên lát này. Trong trường hợp book type của chúng ta là endless thì chúng ta có book đó là book endless và nó cũng chính là lát này. Tuy nhiên chúng ta cần để ý một điều đó là các giá trị này, các chữ cái đầu tiên của nó không ở dạng chữ in hoa. Do đó chúng ta cần chuyển book type để cho chữ cái đầu tiên của nó ở dạng in hoa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ gọi đến hàm đó là UC word và truyền vào đây chính là book type. Như vậy chúng ta đã có một biến book rồi. Chúng ta mới tiến hành tạo ra một đối tượng. Tôi tạo ra một OBJ bằng new. Truyền vào đây các bạn thấy chính là tên lớp và tên lớp của chúng ta chính là biến book ở phía trên. Chúng ta sẽ đưa vào mở ngoặc, đóng ngoặc. Các bạn thấy ở các nội dung trước thì chúng ta học về lambda, học về anonymous function thì các bạn thấy trong trường hợp này chúng ta đã sử dụng được nó. Và khi chúng ta tạo một đối tượng, chúng ta cần truyền vào ID. Tiếp theo đó là tên của quyển sách. Ở đây là name book. Và chúng ta thấy ở đây nó còn một giá trị nữa. Tôi kiểm tra lại. Chúng ta vào abstract thì nó có ID là name, chính xác rồi. Như vậy chúng ta có một OBJ và chúng ta chỉ việc return về OBJ đó. Như vậy thì chúng ta đã có một đối tượng. Và phần mã nguồn này các bạn thấy nó sẽ không còn cần thiết nữa. Chúng ta sẽ đặt trực tiếp như sau. Tôi đặt một biến book. Nó sẽ bằng. Ở đây tôi muốn gọi một đối tượng của book factory để chúng ta gọi được function build. Và thực chất chúng ta cũng không cần phải khởi tạo đối tượng. Do đó ở đây tôi sẽ đặt trạng thái cho nó là stated để chúng ta có thể gọi từ tên lát đó là book factory luôn. Chúng ta gọi đến phương thức đó là build. Book type của chúng ta các bạn thấy chính là info book phần tử type. Tiếp tục ID book chính là info book phần tử ID. Info book phần tử name. Và chúng ta return về giá trị book là chính xác. Bây giờ tôi thử vào file 03 để xem có gì khác biệt hay không. Thì các bạn thấy cũng không có gì khác biệt cả. Ở đây tôi truyền vào giá trị đó là design. Thì các bạn thấy chúng ta tạo ra được một quyển sách thuộc về book design. Như vậy, cho dù website của chúng ta có bao nhiêu thể loại sách thì các bạn thấy phần mã nguồn của chúng ta vẫn giữ giá trị như thế này. Khi mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta chỉ cần vào đó là function build này. Tất nhiên nhà máy của chúng ta khi sản xuất thì chúng ta sẽ vào ngay vấn đề sản xuất đó để chúng ta thay đổi phần quy trình. Chúng ta chỉ cần vào phương thức này và chúng ta điều chỉnh thì các bạn thấy nó sẽ giải quyết được vấn đề. Ở đây nếu như chúng ta muốn kỹ hơn, ví dụ tôi truyền vào đây đó là design. Tôi truyền vào đây đó là h chẳng hạn. Thì các bạn thấy chúng ta nhận được một thông báo lỗi. Bởi vì lát này nó không tồn tại. Như vậy chúng ta xử lý như sau. Trước khi chúng ta khởi tạo thì chúng ta nên kiểm tra. Tôi gọi đến hàm if và tiếp tục gọi đến lát exit. Truyền vào lát name. Ở đây tôi đặt là lát name luôn để cho nó dễ. Lát name bằng và truyền vào đây chính là lát name. Nếu như nó bằng thì chúng ta mới tạo ra một OBJ bằng new last name, ID book và name book. Sau đó chúng ta return về OBJ. Bây giờ tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy nó không ra phần lỗi nữa. Và như vậy, qua ví dụ này chúng ta cũng tìm hiểu xong Factory Button. Và các bạn thấy đối với Button này, nó sẽ giúp cho chúng ta tạo một đối tượng mà không cần thiết chỉ ra một cách chính xác lớp nào sẽ sử dụng để tạo đối tượng đó. Thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta hoàn toàn không chỉ ra chính xác vấn đề đó.
Nó giúp cho chúng ta giảm bớt sự phụ thuộc của việc tạo đối tượng với logic của ứng dụng, gia tăng tính dễ đọc và dễ bảo trì của ứng dụng.